người tính không bằng trời tính mọi chuyện thành bại ở đời đều đã có an bài nhiều người tưởng rằng chỉ cần sở hữu trí tuệ có điều kiện tốt và một kế hoạch hoàn hảo sẽ đảm bảo tương lai tươi sáng cho bản thân con cái hoặc người nhà nói chung tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của người trần mắc thịt bởi vì nhân định sẽ rất khó để thắng thiên do vạn sự thành bại tốt xấu đều phụ thuộc vào đức và nghiệp của mỗi cá nhân có gia đình họ từ nọ sống ở khu thập tự hà tảo trang sơn đông có mở một quán trọ ở đây từng xảy ra một sự việc khiến người dân trong vùng không thể nào quên lần đó có một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ nọ đến trọ hai mẹ con họ đến ở liền một mạch hơn một tháng trời mà không đi đâu, cho tới một ngày. Khi đó, vào mùa hạ, đột nhiên có một ngày trời đổ mưa to. Trong khu vực quán trọ, có một cái hố nhỏ sâu chừng 0,5 mét bị nước mưa làm ngập. Sang ngày hôm sau, trong lúc người phụ nữ không chú ý, đứa trẻ chạy ra ngoài chơi không may, ngã chút đầu xuống hố mà chết ngạt. Về sau, người phụ nữ, mẹ của đứa trẻ xấu số kia mới kể thật với mọi người rằng Vốn dĩ có một người xem toán số Nói con trai tôi sắp tới sẽ gặp nạn ngã nước mà nguy hiểm đến tính mạng Vì vậy hai mẹ con tôi mới đi lánh nạn Khi đi đến đây thấy địa hình khu thập tự hà cao ráo Hơn nữa quán trọ này lại là chỗ cao nhất Đường xá thông thoáng dù có mưa cũng không sợ ngập vậy nên hai mẹ con tôi yên tâm ở lại đây thật không ngờ trăm đường tránh không khỏi số mệnh lại có một câu chuyện như thế này ở làng quê nọ có một người tên là hoàng dứ tử từng đi lính đánh nhật trong chiến trận có một lần đội của ông đụng độ với quân nhật và bị tấn công bắn chết hết chỉ còn mình hoàng dứ tử sống nhưng ông sợ quân nhật quay lại bèn giả bộ nằm chết đến tận nửa đêm đột nhiên thấy hai người cầm đèn lồng đi kiểm tra từng người từng người xem chết chưa lúc đầu hoàng dứ tử còn tưởng đó là quân nhật nên vẫn cố nằm yên không dám động đậy khi hai người kia đến kiểm tra mình có một người nói tại sao hắn lại chết người bên cạnh nói hắn giả chết đó người này phải chết vì nước Lúc này, Hoàng Diếu Tử mới nhận ra đó là hai tên quỷ sai được Diêm Vương phái đến đưa linh hồn người chết đi. Từ đó về sau, mỗi khi đánh trận, Hoàng Diếu Tử rất dũng cảm bởi ông tin chắc rằng bản thân mình sẽ không chết vì súng đạn. Sau này, chuyển công tác, cấp trên hỏi Hoàng Diếu Tử muốn làm gì. Hoàng Diếu Tử cũng từng đi xem bói số mệnh thầy phán rằng số mình sẽ bị chết đuối nên xin lên núi canh rừng ông nghĩ bụng như vậy sẽ thoát được nạn ai ngờ về sau lên núi ở không may hoàng diếu tử lại bị lũ quét ngay cả nhà ở trên lưng đồi cũng bị lũ quét trôi đúng là sinh tử hữu mệnh chạy đâu cho thoát được số trời lại có một câu chuyện như thế này năm đầu chính đức thời vua minh vũ tông ở huyện an huy có một người lái buôn tên là vương thiện đã bốn mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có con lần đó ông vương đến tô châu buôn bán có một người xem tướng luôn xem phúc họa cho mọi người rất chính xác khi vừa nhìn thấy vương thiện liền lắc đầu châu mày nói ông vẫn chưa có con đúng không vương thiện trả lời đúng vậy Người xem tướng nói, ông không những không có con mà tới tháng 10 còn gặp đại họa. Ông Vương trước giờ luôn bội phục khả năng của các vị thầy tướng số nên ông tin ngay không chút nghi ngờ. Vì vậy, ông bèn vội vã thu gom hết vốn liếng để trở về nhà ở An Huy. Lúc bấy giờ đang là mùa mưa, nước sông dâng lên rất cao, thuyền bè không thể di chuyển nên ông vương chỉ còn cách dừng chân ở lại quán trọ mà chờ đợi. Sáng hôm đó, Vương Thiện đi ra bờ sông đi dạo, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ nhảy xuống sông tự vẫn. Thấy tình thế cấp bách, ông vương hô lớn, "Thuyền bè ai cứu được người phụ nữ này, tôi xin trả 20 lạng bạc." Rất nhanh chóng, có một chiếc thuyền đến vớt và đưa người phụ nữ lên bờ. Rất may là cô được cứu kịp thời nên sống sót. Ông Vương là người hào phóng nên đã giữ lời hứa, lấy ra 20 lạng bạc đưa cho chủ thuyền. Sau khi được cứu, Vương Thiện hỏi thiếu phụ sao lại phải quyên sinh. Cô đáp: "Chồng tôi đi làm ăn xa, trong nhà có nuôi một con heo, hôm qua đem bán lấy tiền chuẩn bị trả nợ điền chủ, không ngờ lúc nhận bạc không để ý, bị người mua lừa toàn bạc giả." tôi sợ rằng chồng về trách mắng gia cảnh lại bần hàng nên không thiết sống nữa đành tìm đường quyên sinh vương thiện đồng cảm với hoàn cảnh của người phụ nữ hỏi số tiền bán lợn hôm qua bao nhiêu sau đó không ngần ngại đưa cho cô gấp đôi số tiền đó người phụ nữ mang số bạc ấy trở về nhà sau khi người chồng về cô bèn kể lại toàn bộ câu chuyện cho chồng nghe nhưng anh ta nghi ngờ không tin đêm đó hai vợ chồng cô quyết định đi đến quán trọ tìm vương thiện khi đến nơi thì vương thiện đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ người chồng bảo cô vợ gõ cửa vương thiện bên trong nghe thấy có người gõ cửa liền hỏi ai thiếu phụ trả lời tôi là người sáng nay nhảy sông quyên sinh nay đặc biệt đến để bái tạ vương thiện bên trong đáp lại cô là thiếu phụ ta lại là trai đơn thân từ nơi xa đến đêm tối trời khuya sao có thể gặp mặt được cô mau đi về đi nếu như nhất định muốn gặp thì sáng mai hãy cùng chồng cô đến đây chồng thiếu phụ nghe xong lập tức xóa bỏ mọi nghi ngờ rồi lên tiếng vợ chồng tôi đều đang ở đây vương thiện thấy vậy khoác thêm áo bước ra ngoài gặp hai vợ chồng họ nhưng khi vừa mới bước ra khỏi cửa thì nghe một tiếng rầm ở phía trong căn nhà ba người chạy vào trong xem hóa ra bức tường quán trọ do mưa lớn lâu ngày không chịu được đã bị sập nếu như vừa rồi vương thiện không ra ngay kịp thời thì có lẽ cũng đã phải bỏ mạng rồi cặp vợ chồng thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh tượng ấy sau đó họ thành kính cảm ơn lòng tốt của ông vương một thời gian sau, hết mùa mưa, Vương Thiện lên đường trở về quê nhà. Trên đường đi, ông lại gặp lại người xem tướng lần trước. Vị thầy tướng số này khi vừa nhìn thấy Vương Thiện thì giật mình kinh ngạc nói: "Mới vài tháng không gặp mà sắc diện của ông giờ đây đã đổi khác, trên mặt tràn đầy phúc khí, nhất định là ông vừa làm việc gì đại đức đại phúc mới được như vậy." không những tránh được đại nạn mà còn tích được phúc đức vô lượng về sau. Quả nhiên sau này, vợ của Vương Thiện đã liên tiếp sinh cho ông 11 người con. Mỗi người con đều rất đoan chính, trong đó có hai người đổ đạt cao. Bản thân ông Vương hưởng thọ 98 tuổi, gia đình sống ấm no, hạnh phúc. Người xưa vốn rất tin vào số mệnh, hơn nữa còn chăm chỉ làm việc tích thiện đức, vậy nên không cầu mà tự đắc được phúc báo. Tuy nhiên, xã hội ngày nay dần biến đổi, con người ngày càng không còn tin vào thiện ác hữu báo. Hơn nữa, còn luôn đắc ý cho rằng tất cả mọi việc đều do tự thân mình mưu trí mà đoạt được. Bởi vậy, mà người ta đua nhau bận rộn với cuộc sống tranh giành, lao tâm khổ tứ với mong cầu đạt được thật nhiều, tích trữ thật nhiều. Nhưng người ta lại không hiểu rằng tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên. Tất cả đều do ông trời định đặt. Những gì hao tâm tổn sức để có được vẫn là những thứ có trong vận mệnh. Ổn công vất vả một đời, nhưng nếu như trong vận mệnh mà không có nó, thì dẫu có vắt óc bày mưu cũng không giữ được. Vậy nên, thay vì tranh giành để có được, chỉ bằng sống lương thiện, dùng thiện đãi người lấy đức làm gốc có như vậy mới được thần phật che chở và bảo hộ làm điều tốt sẽ được báo đáp trên thực tế những điều không may xảy đến cho con người ngoài ý muốn của họ hoặc điều tốt đẹp mà người được hưởng cũng không do họ tính toán được thì theo phật giáo định mệnh ấy vẫn thật có nhưng cái định mệnh số mệnh ấy không nằm trong bàn tay quyết định của vị thần linh nào khác mà nó tùy thuộc ở hành động và ý tưởng của chính người ấy thường gọi là nghiệp có lẽ khẳng định rằng số mệnh là hình bóng của nghiệp số mệnh tốt hay xấu tùy theo nghiệp tốt hay xấu chính vì vậy đạo phật thường khuyên chúng ta tu để chuyển nghiệp tức là thay đổi số mệnh thật vậy nếu hiểu số mệnh là cái tốt hoặc cái xấu vĩnh viễn dành cho một người thì không ai có khả năng thay đổi nhưng lý giải theo căn bản chuyển nghiệp chúng ta có thể thay đổi được số mệnh của chính mình nếu nghiệp nhẹ chúng ta có thể thay đổi số mệnh ấy ngay trong đời này trường hợp tốt nghiệp của chúng ta quá nặng tất yếu phải đời sau hay nhiều đời sau nữa mới đổi được ví dụ phải mang những dị tật bẩm sinh trong hiện đời dù có cố gắng mấy, hình tướng bất toàn ấy cũng không thể thay đổi hoàn toàn trở thành bình thường trong hiện đời. Đức Phật dạy rằng, nhìn số mệnh của chúng ta trong đời này sẽ suy ra được nghiệp nhân đời trước của mình. Nếu nghiệp nhân đời trước hay tiền nghiệp tội lỗi đã tạo, kết quả dẫn đến hiện nghiệp không tốt. Trịnh Châu, Hà Nam, thời nhà Thanh. Có gia đình phú hộ giàu có của nã ăn mấy đời không hết. Phú hộ họ Vương có duy nhất quý tử nên cưng chiều, đầu tư cho học hành, mời thầy tốt về dạy văn võ song toàn, những mong ngày nào đó công thành danh toại, đỗ đạt cao làm quan to trong triều, không phụ lòng cha mẹ. Quý tử chăm chỉ đèn sách, rèn luyện nên thành tích rất tốt, khiến cả gia tộc đều rất hài lòng. Tới ngày chuẩn bị lên kinh ứng thí, phú hộ mở tiệc lớn đãi mừng cả làng, ai ai cũng tới chúc tụng. Ai ai cũng tới chúc tụng công tử con nhà giàu, sớm đổ đầu bảng làm quan to, vinh danh cả họ. Trong số khách mời có pháp sư được cho là rất giỏi kinh dịch, xem tử vi và thông tường địa lý đó là bởi Vương Phú Hộ mời riêng Pháp Sư tới chỉ giáo xem làm sao để quý tử đổ đạt cao rạng danh tổ tông. Pháp Sư tuy nhiên lại tỏ vẻ trầm ngâm khiến Phú Hộ lo lắng. Ngài thấy con trai tôi có thể rạng danh tổ tông hay không? Tôi đã ăn bài tất cả những gì tốt nhất cho con mình chắc chắn sẽ thành công, phải vậy không? Pháp Sư đáp rằng, Tôi không nghĩ như vậy. Xét theo số mệnh của công tử, do nghiệp tiền kiếp liên quan đến sát sinh, nên kiếp này khó mà bền thọ. Cách duy nhất là cho tu chính pháp may ra mới thoát khỏi họa sắp đến gần. Họ vương nghe vậy, cảm thấy rất bất bình. Sao lại có chuyện đó? Tôi đã thu xếp những gì tốt nhất cho con tôi. Tiền bạc của nã nhà tôi không thiếu, con tôi lên kinh dự thi, có gia nhân theo hầu, người nào cũng giỏi võ nó lại học hành tốt như vậy không thể có chuyện khác được ngài hãy xem kỹ lại đi hoặc có cách nào lập đàn cầu xin cúng tế tốn bao nhiêu tôi cũng sẵn lòng miễn con tôi công thành danh toại pháp sư lắc đầu mọi việc đều đã định sẵn số kiếp của công tử không thể thay đổi bằng những thứ đó hãy sớm cho công tử tu theo chính đạo may ra mới trừ bỏ hết nợ nghiệp công danh, tiền tài sẽ không thể bền. Tôi khuyên ngài như vậy. Phú hộ không nghe, tỏ thái độ tức giận và quyết định mời một pháp sư khác về lập đàn cúng cầu, xin phù hộ cho con trai bình an, ứng thí thành công. Công tử họ vương lên kinh thành ứng thí, quả nhiên đổ đầu bảng. Vương Phú Hộ vui mừng khôn xiết, cười nhạo những gì Pháp Sư từng cảnh báo mình họ vương đã giàu có nay có quý tử làm quan to ai nấy đều đắc ý lấy làm mãn nguyện lắm mở đại tiệc đón trước trạng nguyên trong bữa tiệc ai nấy đều hoan hỷ uống thỏa sức nhân ngày mừng vui này tân trạng nguyên được nhiều người chúc tụng cũng bị chuốt say tiệc chưa vãn thấy khó chịu nên cáo lui về phòng nghỉ trước có gia nhân dìu đi vì chủ uống quá say nên gia nhân buộc phải cổng trên lưng mới di chuyển được trời tối loạn choạng vấp phải bục cả hai đều ngã ngửa gia nhân sợ quá vội kêu người tới giúp bản thân không sao nhưng thấy tân trạng nguyên không còn thở nữa vương phú hộ thất kinh vội mời lan y giỏi nhất tới thăm khám tiếc thay ngã đúng chỗ hiểm nên công tử nhà họ đã không thể qua khỏi tiệc mừng thành đám tang u ám trong tiếng khóc than của cả họ vương phú hộ chợt nhớ lại lời của pháp sư trước đây lo tang lễ cho quý tử xong vương phú hộ vội thỉnh mời pháp sư tới và biết rằng ở tiền kiếp con trai độc nhất của mình đã vô tình ngộ sát một người khi đi trên đường và kiếp này người đó đầu thai làm gia nhân nhà ông để đòi nợ Giá như lúc ấy, vương phú hộ nghe theo lời khuyên của Pháp Sư thì mọi việc đã không tồi tệ như vậy. Con người sinh ra đã có số mệnh định sẵn dựa trên đức nghiệp mà họ tích ở đời đời kiếp kiếp về trước. Cho dù bản thân hay cha mẹ có an bài chu đáo thế nào, số mệnh người đó vẫn sẽ diễn ra đúng như đã định dựa trên luật nhân quả. Muốn giải hết nghiệp lực chỉ có cách tu chính pháp, xả bỏ mọi tư tâm để sớm giác ngộ thì kiếp nạn mới tiêu tan. Công danh tiền tài trong cuộc đời không thể nào mua nổi đức cho bất kỳ ai. Lời sám hối của một nữ nhân. Tôi sinh năm 1986, 31 tuổi, là người Quảng Đông. Trước đây tôi rất xinh đẹp, được phong tặng là hoa khôi trong vùng gia đình tôi không theo tín ngưỡng nào nên tôi không biết đến phật pháp hoàn toàn không tin nhân quả báo ứng hay thuyết luân hồi chi chỉ nghĩ chết là hết vì vậy tôi quan niệm sống là cứ tận hưởng hạnh phúc quan lạc do từ nhỏ tôi không được giáo dục phải sống nhân nghĩa trung hậu mà nhà trường cũng không chú trọng dạy về điều này nên tôi sống luôn cố tranh đoạt mọi thứ bằng khả năng có được của mình vì tôi sở hữu sắc đẹp mỹ miều hơn người nên điều đầu tiên là phải tận dụng nó gia đình tôi thuộc loại trung lưu mà tôi thì thích có nhiều tiền vì có tiền là có tất cả Tất nhiên, các nam nhân theo đuổi tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ thích cặp với đại gia, vì chỉ họ mới có thể cung cấp tiền bạc vật chất đầy đủ cho tôi. Chuyện tình cảm, tôi luôn kín đáo, chẳng để mọi người biết, mà vị đại gia tôi quen thì đã có vợ, nên ông cũng không muốn công khai mối quan hệ với tôi tôi có bề ngoài duyên dáng quý phái cộng với nhan sắc diễm lệ thì tôi tha hồ muốn gì có đó vị đại gia cung cấp tiền cho tôi tiêu xài thỏa thích tôi không hề nghĩ làm kẻ thứ ba là xấu hoàn toàn không biết việc bán thân cầu hưởng thụ vật chất vinh hoa là điều sỉ nhục đang xấu hổ trước mắt tôi sống như một người sinh ra trong từng lớp thượng lưu tôi cũng mơ sau này sẽ lấy chồng giàu để khỏi phải làm lụng kiếm sống từ mười tám đến hai mươi bốn tuổi là sáu năm tôi sống như bà hoàng như tôi đã nói có nhan sắc là có tất cả tôi là cô gái thực dụng người si mê tôi có rất nhiều nếu thích thì tôi đùa bỡn làm khổ những kẻ suy tình chút chút để giải trí còn ai muốn tôi ngõ đến thì trong túi phải đầy ắp tiền tánh tình tôi hoàn toàn tỷ lệ nghịch với bề ngoài xinh đẹp của tôi tôi là đứa con không có hiếu không biết kính già yêu trẻ Đợi với người già tôi cho rằng họ tuổi cao vô dụng có chết đi thì cũng tốt đợi với cha mẹ tôi ngỗ nghịch hay cãi ngang nhiên trả treo mấy mươi năm nay chưa từng đem tiền về nuôi song thân cũng không thương em út toàn là gây cãi không ngừng nhìn ai tôi cũng thấy họ không tốt khi tôi hai mươi lăm tuổi nghĩ mình không còn trẻ chẳng nên làm cái bóng bên ông đại gia nữa. Thế là tôi các đứa quan hệ chuẩn bị kiếm tấm chồng đàng hoàng. Sau đó tôi vào bệnh viện tiến hành phẫu thuật tạo hình thể giả, minh chứng mình là gái tân. Làm vậy để sau này nếu có quen bạn trai mới, tôi tha hồ qua mặt, thoải mái, đóng vai gái nhà lành. Cuối năm đó, một người bà con giới thiệu bạn trai cho tôi, thấy anh này điều kiện kinh tế rất tốt, tiền nhiều, giàu có nên tôi đồng ý quen. Cho dù tôi đã tạo hình gái trinh, song bản chất tôi khó thể trong trắng. Vì một khi đã quen thói buông thả thì khó mà thu thuốc giữ gìn. Giao du với anh chàng nhà giàu được mấy tháng, chưa làm lễ kết hôn thì tôi và anh ta đã dội sống chung. Ở với nhau hơn một năm, chúng tôi chỉ xem phim xét, thưởng thức toàn gian quá đồi trụy, nên đầu óc chẳng có gì tốt lành ngoài những dục nhiễm, thô tục, ủy trượt. Hai đứa có cùng chí hướng, đa dâm đa dục, vậy mà sống chẳng hạnh phúc. Cuối cùng, do hay gây cãi mà chia tay. Chia tay được một năm, tôi thấy thân thể không khỏe. Đi kiểm tra mới biết mình bị chứng cường giáp, bướu cổ, đào khớp, thị lực giảm vân vân đành uống thuốc chữa trị. Trong thời gian này, vì kinh tế túng bấn, nên tôi tiếp tục qua lại với một đại gia để có tiền xài. Năm 27 tuổi, qua trang web hẹn hò trên mạng, Tôi quen một nam nhân vì đang cần kết hôn, sợ anh ta biết quá khứ của mình, tôi lại đi phẫu thuật để làm gái tân tiết. Lúc này, tôi cũng nhận ra mình và bạn trai không hợp tính nhau, nhưng chẳng biết do ma xui hay quỷ khiến mà tôi lại chịu đăng ký kết hôn với anh ta. Kết quả, chưa được mấy tháng, bất hòa phát sinh ngày càng lớn, phải chia tay lúc này tôi đã có thai vì quyết định ly hôn nên tôi đi phá thai sau khi nỗi đau và vết thương lòng nguôi ngoai tôi lại vào trang tìm người yêu trên mạng và quen một nam nhân cảm thấy anh này quá hợp thế là chưa đầy ba tháng tôi đã kết hôn sau đó lại ly hôn ly hôn rồi vì cần người cung phụng vật chất tôi tiếp tục gian diếu thầm lén với một đại gia đã có vợ tôi không hề biết là do tà dâm mà tôi không có được hôn nhân hạnh phúc sau này nhờ học phật tôi mới hiểu ra tính tôi rất thích ăn mặc hở hang tôi cho rằng ăn giận như vậy mới đẹp và hấp dẫn mới thu hút tia nhìn của người khác giới khi giao du tôi chẳng thèm quan tâm đối tượng đã có gia đình hay chưa chỉ cần họ có đủ điều kiện là tôi sẵn sàng liếc mắt đưa tình tay nắm chân chạm tôi mang một nhan sắc đẹp nhưng tâm tư thì băng hoại vì đầu óc luôn chứa toàn ý dâm dưới bầu trời này không có gì là bí mật cho dù chuyện tình ái tôi có khéo giấu đến mấy thì cuối cùng cũng bị mọi người biết. Vì quê tôi là một tiểu trấn nhỏ mà thiên hạ vốn ưa bàn tán sầm xì, nên một đồn mười, mười đồn trăm. Rốt cuộc, ai cũng biết chuyện tà dâm đáng xấu hổ của tôi, biết tôi là một phụ nữ xấu xa dơ bẩn, nên tất cả đều xem thường tôi, luôn dè biểu sau lưng và coi tôi như ôn dịch cha mẹ tôi cũng bị xấu hổ mất mặt xem như tôi đã hủy hoại danh dự cả nhà tôi bị sốc nặng vì dư luận khó khăn. tôi đã tự sát nhưng không thành lúc đó tâm tư tôi như muốn quá điên vì thấy đời mình xem như chấm hết ban ngày thì đầu óc hỗn loạn mê muội đêm đến tôi trùm chăn nằm khóc mướt tinh thần bị đã kích rất mạnh chừng cường giáp trị lành trước đây lại tái phát tôi phải uống thuốc chữa trị rất nhiều nhìn các bạn gái đồng trang lứa sống vui vẻ hạnh phúc tôi lại càng buồn khổ khi thấy mình thui thủi cô đơn sống mà giống như đã chết từ đây hết mong gì có ai yêu tôi hỏi cưới tôi đường hoàng một khi quá khứ của tôi đã bị phanh phui. Ngẫm nghĩ, tôi cáo tiếc bèn lấy điện thoại nhắn tin chửi rủa những người đã theo lẽo tung tin về đời tư của tôi. Chưa hết, tôi còn lên mạng vào những trang nét vô văn hóa, dùng đủ lời lẽ tục tiểu dơ bẩn để mã lị người. Tôi hành xử giống như một kẻ điên tiếp tục chửi rủa những người đã gây cuộc thị phi đắc tội với tôi tôi nguyền rủa họ dùng những ngôn từ tục tằng khó nghe để trả thù trúc hận bây giờ nhớ lại thấy mình tạo nghiệp trên mạng thật rất đáng sợ do tà dâm nên phát sinh nhiều hệ lụy ngoài tai tiếng nhan sắc tôi còn bị xuống cấp xấu dần đi. Để tránh dư luận, tôi phải lìa quê mưu sinh ở nơi thật xa. Hiện thời những gì tôi có được toàn là thất bại, bệnh tật, hệ thống miễn dịch thấp, dễ bốc quả, máu huyết không đều, âm đạo viêm, thị lực giảm vân dân Riêng tâm lý thì u ám không cùng, tâm thường hoảng hốt, luôn có cảm giác sợ sệt những lúc gặp hay nói chuyện cùng người thì mắt cứ dán chặt vào đối phương. Tuy nhìn vậy nhưng tâm giống như người vô hồn, chẳng biết gì. Tai hại hơn, mắt tôi còn không tự chủ, cứ nhìn chằm chằm vào đáy quần của nam nhân. Đây đúng là ác báo quái dị. Thời tôi trụ tại đỉnh cao của tà dâm đã từng có ý nghĩ dù tôi có hút ma túy cũng chả sao, nhưng may là tôi không có cơ hội để thử. Nếu không, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Bây giờ tôi đang tuột dốc tận đáy xã hội, sống đơn độc, không con, không của cải, công tá không ổn định, chức vụ thấp, lương ít, thường đổi công tác luôn. Làm việc nhiều năm, vẫn là nhân viên quèn, bị người sai khiến, đi làm khổ như địa ngục mấy năm nay tôi không có bạn bè chung quanh toàn là ác duyên tôi rất cô độc không chồng không xe không nhà không điền sản chỉ có thể nương vào cha mẹ trước đây tôi là cô gái xinh đẹp mỹ miều đằng đằng khí thế giờ lại biến thành kẻ xấu xí ở tận đáy xã hội trong những ngày tháng đau khổ tận cùng tình cờ tôi lên nét gặp những trang hoàng pháp của phật giáo xem truyện báo ứng nhân quả nghe giảng pháp rồi học tụng kinh ăn chay đọc những lời sám hối của các pháp lữ có cảnh ngộ giống mình thấy họ nguyện hoàng lương tu học theo pháp phật tôi cũng tỉnh giác theo tự thệ từ nay sẽ học phật hành pháp đến nơi để chấm dứt đau khổ. Nhờ nghiên cứu giáo lý Phật, tôi hiểu ra tất cả khổ đau mình đang gánh chịu là do nhân xấu tôi gieo. Vì tôi sống tà dâm nên không bao giờ có được hạnh phúc trong hôn nhân. Do tình ích kỷ, chỉ muốn lợi dụng người nên tôi bị cô đơn, không bạn bè. Ác báo đã giáng xuống tôi rất công bình, và tương xứng. Nhìn lại quá khứ khó khăn, tim tôi như rỉ máu. Để cứu chuộc tội lỗi của mình, tôi chỉ biết nỗ lực giới sắc, thể ăn chay trường, dứt tuyệt đồ mặn. Tôi nguyện sống hiếu thuận với cha mẹ, học khoan dung để cải biến cảnh ngộ và gắn tạo nhiều phúc điền. Sau khi quy y tam bảo, thể ăn chay nguyện sám hối tu sửa và nghiêm trì ngủ giới được hơn một năm thì mọi sự dần chuyển tốt khí sắc tôi cũng hồi phục bệnh tật được bình ổn hiện tại tôi không còn khổ đau càng hành phật pháp càng an lạc tôi không còn cô đơn vì có nhiều pháp lữ đồng tu chia sẻ kinh nghiệm nhiệt tình khuyến khích dìu dắt tôi trên con đường đạo tôi viết bài này để phát lộ sám hối bày tỏ lòng ăn năn chân thành và cũng rất muốn cảnh tỉnh các bạn nam nữ xin đừng sống như tôi xin đừng tà dâm vì sống tà dâm chính là tự hủy hoại mình ác báo nhất định sẽ ập tới nếu không nhờ nghiên cứu, tu học Phật Pháp, thì có lẽ bây giờ tôi đã vào diện tâm thần hoặc đã lìa cõi dương gian này rồi. Tôi khẩn thiết khuyên các vị nam nữ đừng xem tình yêu hay hôn nhân là trò đùa. Trước khi kết hôn, ngàn vạn lần không nên sống thử, không nên sống chung, chẳng nên chiều theo tình dục, đừng vì ham vui nhất thời mà nếm khổ thiên thu sau khi biết phật pháp rồi tôi quyết tâm làm lại cuộc đời không dứt bỏ mình nữa tôi thệ dứt ác tu thiện nỗ lực làm người tốt nguyện tận lực hành theo pháp phật tuân giữ triệt để các giới phật chế dành cho người tại gia tôi phát nguyện đời đời vĩnh kiếp không bao giờ ăn thịt chúng sinh khi sinh ra dù mang thân nam hay nữ nguyện luôn sống đức hạnh trinh khiết cảm ơn trang nét phật học đã dạy cho tôi những điều cực kỳ quý giá để sống không uổng phí những tháng ngày còn lại sự cảm kích tri ân vô tận này khó thể diễn tả bằng lời tôi cũng mong phật pháp được truyền rộng rãi khiến mọi người được biết đến đồng tu sửa thoát khổ đau đối với tôi phật pháp là kim chỉ nam quý báu vô cùng tận vì đã cứu độ và thức tỉnh tôi bước ra khỏi lầm mi nếu như tôi biết phật pháp sớm nếu như tôi được giáo dục hành theo phật pháp ngay từ nhỏ thì sẽ không có lỗi lầm như hiện tại, văn tôi không hay nên tôi không biết diễn đạt lòng mình sao cho quý vị hiểu. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho những người từng lạc lối giống như tôi. NLH năm 2017. <laughs> lời người dịch. Sư Quảng Hóa là đệ tử của Hòa thượng Từ Hàng, một vị cao tăng nổi danh ở Đài Loan, sau khi viên tịch đã lưu lại nhục thân bất hoại. Dù lúc ở đời sư Quảng Hóa từng sát sinh rất nhiều, nhưng sau khi xuất gia, nhờ giữ giới tinh nghiêm, hành pháp chân chính mà sư đạt được nhiều lợi ích và đã kể ra những câu chuyện thú vị bây giờ mời bạn đọc tiếp câu chuyện của sư nơi mẹ tôi đến Mẹ tôi chết ở Đại Lục Tôi đem công đức xuất gia Hồi hướng cho bà Và đích thân chứng kiến mẹ thăng thiên Đây là việc ngàn chân muôn thật Địa điểm xảy ra tại Tháp Thất Bảo Điện Địa Tạng Thuộc chùa Đại Giác Ở Cơ Long Đài Loan một tối nọ, tôi mộng thấy mẫu thân đang bị giam trong ngục sau đó bà từ trong ngục đi ra níu tôi cất giọng sầu thảm nói con ơi hãy mau cứu mẹ tôi hỏi vì sao mẹ lại ở trong đây mẹ tôi nói rất nhiều bà thuộc chuyện bị người đem nhốt vào ngục như thế nào khổ sở ra sao và thúc hối tôi hãy mau cứu bà ra tôi nói được rồi xin mẹ hãy chờ con nhất định sẽ cứu mẹ tôi vừa trở mình thì thức giấc liền ngồi bật dậy khi tôi nằm thấy ác mộng này nhằm vào lúc chùa đại giác đang mở đại giới đàn tại cơ long sáng ra tôi vì mẹ lập một bài vị để cầu siêu Quý vị chú ý, các cách thức tôi lập bài vị. Trước tiên, tôi chắp tay lại tụng một quyển kinh A Di Đà và 21 lần chú giảng sinh. Tụng xong thì cầm bút viết bài vị. Khi thảo mỗi một nét chữ, tôi luôn niệm Phật. Viết xong thì tôi lại tụng 21 lần chú giảng sinh đọc hồi hướng và cung thỉnh chư Phật Bồ Tát gia hộ cho mẫu thân được siêu thăng, ly khổ đắc lạc. Sau đó, tôi cầm bài vị đưa cho một chú sa di nhờ đem đến đặt ở bàn thờ vong nơi công đức đường dùng. Vì tôi còn phải đi làm nhiệm vụ dẫn lễ của mình, nên cũng chẳng rõ chú tiểu đã ăn trí bài vị của mẫu thân mình ở chỗ nào tối đó tôi lại nằm mơ thấy mình kéo mẫu thân thoát ra khỏi địa ngục tay tôi vẫn giữ chặt mẫu thân và từ không trung bay thẳng về đài loan tôi chỉ nhớ được từ trên không trung ở kim môn chỉ một bước thôi là tôi nhảy thẳng qua eo biển đài loan khi đến trên không chùa đại giác thì tôi liền hạ xuống đứng trước cổng niệm phật đường sau đó tôi hộ tống mẫu thân lên lầu thỉnh bà ngồi một góc nơi phía bên phải và nói mẹ hãy ngồi ở đây đợi con nha con sẽ siêu độ cho mẹ nói xong tôi thức giấc hôm sau vì quá bận rộn truyền giới nên cả ngày tôi chưa rảnh để qua xem thử tình hình linh dị mẹ được an định thế nào Đến chiều khi mọi người đều đi dùng bữa cả, do tôi quá ngọ không ăn nên tôi tranh thủ thời gian này đi đến niệm Phật đường để xem cho biết bài vị mẫu thân được đặt ở đâu. Đến nơi vừa nhìn thì ôi chao, quả đúng như chỗ tôi đã từng đặt mẫu thân ngồi trong giấc mộng. Đối diện với linh vị mẹ mình, bất giác niệm buồn thương khởi lên tôi không kềm được lệ rơi sùi sục thế là tôi bèn tụng một quyển kinh a di đà và hai mươi mốt biến chú giảng sinh cho mẹ chí thành cầu phật siêu độ cho bà tụng xong thì đi ra trong lòng bùi ngùi không vui tôi ngoái đầu nhìn thất bảo tháp nếu như Mọi lần thì tôi chỉ xá, rồi đi ra, nhưng hôm ấy thì khác. Vừa bước đến sân điện quan âm, nhìn thấy tượng Bồ Tát quan âm, thì tôi liền bái, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Cầu xin Bồ Tát từ bi siêu độ cho mẹ con. Đi tiếp đến điện phổ hiền, giang thù, thích ca, dân dân, tôi đều lần lượt lễ bái cầu phật lực gia hộ cho mẫu thân sau đó tôi đi lại từng nơi trong lòng chỉ có một niệm xin cầu siêu cho mẫu thân quay về lại điện quan âm vốn là tôi đã định đi ra vì khi đó trời đã tối thì bỗng phát hiện nơi góc tường bên kia có ánh sáng và từ trong đó thổi ra một luồng âm phong lạnh lẽo thê lương khiến tôi cảm thấy sợ lẽ nào đó là âm vong của oan quỷ không siêu thoát vì muốn biết đây có phải oan quỷ hay không tôi bèn đi đến xem thử khi tới chỗ đó tôi lớn tiếng nói này có phải là hồn oan quỷ nào đó chăng nếu có thì hãy đến tìm tôi tôi có thể giúp cho các vị giải oan vì trước đây tôi làm ở bộ tư pháp hiện giờ cũng có rất nhiều bạn bè làm pháp quan kiểm sát quan tôi có thể thưa giúp các vị giải oan âm phong không còn nữa tôi cúi đầu ngó xuống thấy bên dưới là một tầng hầm phải xuống cầu thang hình trôn ốc mới vào tới được thế là tôi đi xuống đó nguyên đây là gian thờ cố bên trong có thờ bồ tát địa tạng vừa nhìn thấy ngài tôi liền nhớ đến chuyện xưa kia bồ tát cũng từng cứu giúp mẫu thân thế là tôi liền thỉnh cầu bồ tát siêu độ cho mẹ tôi nói con chẳng cầu chi khác bởi có câu một người con xuất gia tu hành chân chính có thể độ cửu quyền tất tổ được siêu thăng đây là lời phật nói mà Phật thì không hề giọng ngữ. Vì vậy, con khẩn cầu Bồ Tát Địa Tạng xin tối nay hãy hiển hiện cho con xem, con muốn được tận mắt nhìn thấy cảnh mẫu thân thăng thiên. Nếu bà không thăng thiên, con xin quỳ ở đây mãi không đứng dậy. Nói xong, tôi quỳ trước Bồ Tát Địa Tạng niệm chú triệu thỉnh mẫu thân chú triệu thịnh rất linh lúc niệm chú tay tả tôi kết ấn kim cang tỳ vào eo tay phải bắt qua ấn miệng niệm chú triệu thỉnh trước đây tôi niệm luôn có cảm ứng cho nên tôi tin khi tôi triệu thỉnh mẹ sẽ tới sau đó tôi lại tụng diệt định nghiệp chân ngôn của bồ tát địa tạng lúc niệm tôi chắp tay dùng tâm quán tượng câu chú chữ phạn cứ thế tôi tụng chú diệt định nghiệp tiêu trừ cõi quỷ cho mẫu thân tiếp đến lại vì bà niệm diệt nghiệp chướng chân ngôn tôi kiết thủ ấn quán tượng chữ phạn trong tay phóng quang ánh sáng sắc trắng cầu cho mẹ tiêu trừ nghiệp chướng Ba cầu chú này vừa niệm xong, tôi thưa giới Bồ Tát Địa Tạng. Thưa Bồ Tát, việc con đã làm xong, tiếp đến là phần của Ngài. Ngài nhất định phải siêu độ mẹ con. Một ngày mẹ con chẳng siêu, thì con xin quỳ tại đây một ngày, không đứng dậy. Hai ngày chẳng siêu, thì con quỳ hai ngày không dậy. Bảy ngày chẳng siêu, thì con quỳ bảy ngày không đứng dậy. Cho đến bao giờ mẹ con thăng thiên mới thôi. Con muốn chứng kiến tận mắt, chứ không muốn thấy cảnh mẹ con siêu thăng qua giấc mộng. Nhất định con phải nhìn thấy mẫu thân siêu mới được. Nói xong, tôi quỳ xuống niệm. Nam Mô Địa Tạng Dương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Dương Bồ Tát Mắt lệ tuôn tràn Tôi cầu nguyện tha thiết Vừa khóc vừa niệm Chẳng biết niệm đến bao lâu Thì phát hiện trên nền đất Dưới tòa Bồ Tát Địa Tạng Dương Bỗng có một làn khói xanh bay lên Mới đầu nhìn giống như làn khói nhang thật lớn Chà, có khói hiện chẳng lẽ đã được cảm ứng? Trong lòng tôi vừa nghĩ thế, thì liền gia công niệm. Nam mô địa tạng dương Bồ Tát, Nam mô địa tạng dương Bồ Tát. Lúc đó, dần khói xanh dần dần bay lên cao, ra khỏi mái ngói, kết thành hình một giòm hang và bay lên từng tầng từng tầng, qua tầng thứ hai, tầng thứ ba, Dẫn cư thị không thay đổi biến hóa gì. Nhưng khi bay đến tầng thứ tư, Làng khói xanh đó mới hóa thành hình hoa sen. Đến tầng thứ năm, Thì trên hoa sen hiện có một người ngồi, Hình dạng giống như mẹ tôi lúc ở nhà. Đến tầng thứ sáu, Mẫu thân tôi đã biến thành thiên nhân. Đến tầng thứ bảy, Trong bà càng trang nghiêm, đẹp dịu dàng như hình ảnh tổ mẫu nương nương mà dân gian thường thờ phụng bái lạy bà đội mũ phượng mặc y trời trên tay cầm viên ngọc trong chớp mắt tòa sen bay tiếp lên cao trong khoảnh khắc xoay chuyển biến đổi ấy tôi dội hướng bồ tát địa tạng dương gian cầu thưa bồ tát địa tạng xin ngài hãy mau mau cho con biết và thấy rõ chứng thực được người ngồi trong hoa sen đó chính là mẹ của con tôi vừa dứt lời ôi chao người ngồi trong hoa sen lập tức quay đầu lại ngó xuống gọi nguyên ơi là thế danh của tôi tôi lập tức hồi đáp dạ con nghe thưa mẹ mẹ tôi mỉm cười dạ, rất hân hoan và bà quá thành làn khói xanh bay thẳng lên mây rồi biến mất giữa trời cao tôi quay lại nhìn tượng bồ tát địa tạng dương cảm kích rơi lệ nói thưa bồ tát cảm tạ ngài đã siêu độ mẹ con thăng thiên cuối cùng ngày hôm ấy ngay tại đây tôi đã tận mắt chứng kiến mẹ thăng thiên nhờ vào đâu chính nhờ vào việc tôi xuất gia thế thì vì sao có biết bao người xuất gia nhưng mẹ không thể siêu thăng chuyện này bạn phải tự hỏi và kiểm điểm chính mình có phạm giới hay không nếu như xuất gia đã thọ giới mà phạm giới thì tính ra chuyện bản thân xuống địa ngục là có dư thì còn nói chi đến việc đủ phúc đức nhờ vào việc xuất gia mà quá độ cõi âm sinh thiên làm sao có được nếu như bạn xuất gia nghiêm trì giới luật tinh tấn niệm phật tu hành phụ mẫu sẽ nhờ công đức xuất gia này của bạn mà sinh thiên chắc chắn điều này có thực không nghi từ xưa đến nay sự tích chứng thực việc này có rất nhiều phần tôi đem kinh nghiệm về mẫu thân của mình kể ra cho quý vị nghe không phải là tự thổi phòng khoe khoang mình mà chính vì muốn chứng minh lời phật nói không hề hư vọng tôi chỉ là phàm phu song vẫn có thể nương vào công đức xuất gia tu hành khiến mẹ được sinh thiên tôi hy vọng quý vị đều có thể nghĩ như vậy vì xuất gia mình không thể phụng dưỡng mẹ cha nên tâm hằng nguyện phải nghiêm trì tịnh giới nỗ lực tu hành hầu có thể dùng công đức này hồi hướng cho cha mẹ nếu như quý vị có thể làm được như thế thì không còn gì quý hơn như vậy mới đúng với câu đệ tử phật là đại hiếu vì báo được ân cha mẹ nhiều đời đây

cầu siêu kỳ lạ. Hôm qua tôi được mời đi làm lễ siêu độ cho một thanh niên trẻ thừa con nhà giàu có. Ông nội và phụ thân y đều là phú thương. Trong lúc tổ chức lễ sám, cúng phẩm trưng bày rất phong nhiêu. Tôi lên pháp tòa mới ngồi chưa bao lâu thì thấy quan Táo thần trong nhà cầm một tấm vải trắng trên viết hai từ dâm báo đưa cho tôi xem tôi xem xong im lặng không nói gì nhưng trong lòng rất kinh ngạc tôi ngồi trên tòa cao đọc bài báo cáo biết thanh niên này tên từ bổn chết năm hai mươi lăm tuổi chết không rõ nguyên nhân trong lúc tôi vẫn thỉnh vong linh tôi luôn quan sát xem hồn có tới chăng đây là điểm đặc biệt nếu tôi thấy linh có tới và đi tức là làm siêu độ được còn không thì chỉ là biểu hiện giả dối có siêu độ bên ngoài mà thôi tôi đã niệm chú triệu thỉnh đốt văn trình báo xong rồi mà vẫn không thấy hồn của tên từ bổn tới bốn bề mênh mông trống rỗng nếu cứ thế này thì buổi lễ xem như vô phương tiếp tục tiến hành. Nếu như là chư sư khác, thì pháp sự vẫn cứ làm. Bởi dù sao, người nhà họ đâu ai nhìn thấy gì. Tôi bèn bắt ấn câu triệu của mật giáo để câu hồn phách, nhưng vong linh vẫn không tới. Chỉ thấy ông táo thần lò dò tới, cũng vẫn cầm miếng vải trắng nêu rõ hai từ dâm báo táo thần là tên thế gian thường gọi song ông còn có danh khác là tư mệnh chân quân là vị thần trong coi nhà bếp theo âm lịch thì ngày mùng ba tháng tám là sinh nhật táo thần còn ngày hai mươi ba tháng chạp thì táo thần lên trời cũng gọi là thượng thiên ngôn hảo sự hạ địa báo bình an tức là lên trời trình hảo sự xuống dưới báo bình an táo thần chuyên trông coi về thiện ác công tội của mỗi nhà hàng năm ông báo cáo lên trời rồi y theo đó mà định nhân gian qua năm mới phúc họa ra sau cần tước phúc hay ban phúc việc này thuộc trên trời định luận tôi hỏi táo thần vong hồn từ bổn hiện đang ở đâu vậy táo đáp vô tức là không tôi nói sống là người chết thành dâm vậy mà ngay cả hồn cũng không điều này quá vô lý có phải ông giấu linh hồn từ bổn chăng tao lắc đầu nói không có tôi ngẩn ngơ tao không giấu vong linh từ bổn mà tôi đã dùng u minh thiệt triệu thỉnh nếu hồn từ bổn hiện ở cõi âm thì đúng lý phải sớm bay tới đây rồi thế nhưng tại sao đợi mãi vẫn không định tôi đang hoang mang thắc mắc vì chẳng thấy tâm hơi hồn từ bổn đâu tại dương gian từ bổn đã chết thế mà lại không tìm ra hắn tại âm gian vậy y hiện đang ở đâu đến chỗ nào khi chứ Tôi tự hỏi mãi, trong bốn chỗ, phong, địa, thủy, quả, y đang trụ ở đâu đây? Tiếp đến, tôi lại trì một câu chú, đại ý là, nếu có thể tìm được trong di trần, trong thủy thế giới, trong tất cả tàn thân thế giới gì tệ, hệ chỗ nào có, thì xin đều hiển hiện. Nhưng kết quả vẫn là không tôi biết rõ uy lực câu triệu của mật chú này vì trong pháp siêu độ triệu thỉnh mật chú có trăm ngàn dạng ức đại oai thần lực nếu đã đọc lên triệu thỉnh mà không thấy dòng điện thì pháp sự này chẳng cần làm nữa vì có làm cũng uổng công vô ích thế là tôi liền xuống tòa bảo chủ nhà không thể tiến hành siêu độ được. Chủ nhà hỏi, có chỗ nào không đúng ư? Là do tiền không đủ ư? Không, không phải vấn đề tiền, mà là có chuyện rất quái lạ. Quái lạ gì hả? Tôi thật thà nói, là do khí phận rất lạ, hồn chẳng đến. Điều này liên quan đến việc dòng linh phạm tội đại ác về dâm. Với vậy mà, cá nhân tôi không cách chi làm lễ siêu độ được. Gia chủ sẵn giọng. Thầy nói tức cười chưa? Lẽ nào lại thế? Nói vậy không phải quá vô lý ư? Chỉ một lễ siêu độ nhỏ thôi mà thầy không ưa làm, thì cứ nói không làm. Đâu cần phải đổ thừa lung tung nào là do khí phận hồn phách và miệt thị con tôi bị dâm báo như vậy thầy không làm thì chúng tôi sẽ thỉnh người khác đến làm có hề chi đâu tôi chào chủ nhà cùng các thân hữu tại hiện trường rồi ưu tư ra về nghe kể tối đó chủ nhà mời rất nhiều đoàn nổi tiếng đến tụng kinh phối hợp đủ màn diễn tấu với đầy đủ dụng cụ điện tử hiện đại tạo thành một lễ cầu siêu rất náo nhiệt. Sau đó, chủ nhà còn thuốc lời chê bai, cười nhạo tôi. Tôi từng vì chuyện siêu độ này mà cảm thấy khó kham. Bởi mình đã lên pháp tòa rồi mà lại tuột xuống, còn thuốc lời nói với chủ sự là không thể làm lễ siêu độ này. Nói thật, đến bây giờ tôi cũng không thể làm. Điều này quả thực là chuyện hy hữu, rất hiếm khi xảy ra trong đời tôi. Tuyệt không phải do tôi cống cao ngã mạng, chỉ vì tôi biết quá rõ, dông hồn từ bổn không đến. Nếu dông không đến, làm sao tôi có thể tiến hành phát sự siêu độ được? Do không thể tận mắt thấy dông linh siêu thăng, thì làm sao tôi có thể nói là buổi lễ này tiến hành viên mãn tốt đẹp được chứ tôi rất muốn tìm hiểu linh hồn của anh chàng từ bổ này rốt cuộc là đang ở chỗ nào bèn bỏ công đi đến miếu thành hoàng quyết điều tra cho bằng được mới thôi tôi hỏi tôn thần thành hoàng hồn từ bổn đang ở đâu thần hoàng liền kiểm tra dòm trong sổ thấy không chứng lục. Xin giải thích. Có hai hạng người sau khi chết rồi không trải qua chứng lục số liệu. Một là hạng người tu hành, được trực tiếp siêu thăng, nhưng hạng này tương đối hiếm. Hai là hạng đại ác do phải thọ thảm báo nên hình hài thần hồn đều diệt, gọi là hình thần câu diệt nên vô tư liệu tôi hỏi vậy thì từ bổn được phi thăng rồi ư thành hoàng xác định đương nhiên là không vậy y bị hình thần câu diệt rồi ư điều này hoàn toàn có thể thành hoàng nói hiện nay xét nguyên nhân phạm tội sát nhân là đại ác dâm nhân là đại độc hiếp sát là cực ác tất phải thọ u báo là chuyện hiển nhiên. Tôi cảm tạ tôn thần thành hoàng chỉ điểm. Sau khi quay về am rồi, tôi vì việc này mà suy tư mãi. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy táo thần cầm tấm vải trắng trên viết hai từ dâm báo. Thế thì có thể do từ bổn phạm dâm ác mà bị hình thần câu diệt linh phách đều thọ tội tôi ngồi xuống tỉnh tọa nhắm mắt quán sát bỗng thấy trước mắt hiện ra một màn bạc hoạt cảnh diễn tiến rõ ràng hệt như cuộn phim được trình chiếu các nữ tỳ giúp việc đều bị từ bổn bức hại cưỡng dâm làm thương phong bại tục tuổi trẻ y dâm tâm hừng thịnh không gì mà không phạm càng phóng túng càng ngông cuồng từ bổn chẳng kiên dè trước táo hành dâm nên tội bị tăng thêm một bậc y mặc tình dâm dục chẳng khác thú cầm hệt kẻ điên si nơi phật môn thanh tịnh cũng dám cả gan làm chuyện nhiễm ô gây bại hoại cho người thanh tu đây là hành vi cực kỳ ác tội này nặng gấp trăm không thể trốn thoát xem ra y không ác gì mà không làm hễ gặp mỹ phụ thì y tâm đầy dục loạn vợ thoại cưỡng hiếp ép càng bị mỹ phụ kháng cự thà chết chẳng thuận nên từ bổn đã bóp cổ giết hiếp họ sau khi hiếp mỹ phụ và giết chết y dùi thay nàng nơi quan sơn tâm không chút cãi hối còn hại luôn gái nhà lành trong cơn thiền quán từng chữ từng câu tội trạng từ bổn hiện lên vô cùng rõ ràng trên màn ảnh tôi xem mà hết hồn tôi đã hiểu rõ từ bổn chết là bị la sát quỷ trừng hại trong lễ cầu siêu dòng hắn không thể đến nguyên nhân là do đây một hôm, tôi đang đi trên đường, tình cờ gặp một ông lão, ông dồn giả hỏi thăm. Có phải thầy Lư đó không ạ? À? Phải, ngài không nhận ra tôi ư? Chị thi quen quen thôi, xin lỗi nhé, do hàng ngày tôi tiếp xúc cả trăm người nên nhất thời chưa thể nhớ ra. Ông già tự giới thiệu, tôi họ tu là quản gia nhà tỷ phú họ từ Tôi trong coi cậu từ bổn từ nhỏ đến lớn. Lúc thầy làm lễ siêu độ tôi cũng có mặt ở đó. À, ra là vậy. Tôi nhớ rồi, đã có gặp lão mấy lần. Từng trò chuyện căn dặn lão sắp đặt đàn tràng làm sao. Cho tôi xin lỗi nha. Quả thực tôi vô phương siêu độ từ bổn. Tôi đã cố hết sức rồi. Lão tu thân mật nói. Ngài là một tu sĩ chân chánh, đúng bậc chánh hạnh ngài không giả dối lại thẳng tính chẳng ưa che giấu điều gì rồi lão hạ giọng nói nhỏ vào tai tôi đối với những việc từ bổn làm chúng tôi rất rành và quá hiểu các hành vi bất hảo tác oai tác oái của y cho nên chuyện ngài vô phương siêu độ là đúng thực bọn chúng tôi ai cũng tin thế nhưng phận làm công ăn lương nhà họ từ chúng tôi nào dám nói rồi lão thở dài than từ bụng háo sắc đại tà tạo ác kinh thiên do vậy mà bị yếu mạng chết không lành sụ nữ gia nhân của từ gia có bốn vị còn nam quản gia chỉ có mình tôi hôm nọ lão nô ngủ không được muốn rít một hơi thuốc, bèn đứng dậy đi ra hoa viên chuẩn bị mồi thuốc hút. Thì bỗng chứng kiến cảnh, từ bổn đang hành tà sự hiếp nữ tỳ. Còn bà giúp việc họ Trần đã kết hôn, đã có chồng ở nhà. Sao cũng bị y hành tà dục tại bếp. Càng không tưởng tượng được là cả đám tỳ nữ giúp việc tổng cộng bốn người y đều xâm hại từ bổn không bỏ qua ai tôi nói y không tha nữ tu và còn giết hiếp cả quả phụ nữa lão nghe tôi nói tin sợ đến giật cả mình làm sao mà ngài biết rành hết vậy tôi đáp muốn người đừng biết thì mình đừng làm Lão Tô nói, Dân, tôi hiểu rồi. Ôi chao cái gã từ bổn ngông cuồng dâm ác này, Hằng ý thế giàu sang, tạo tội vô số, khó mà kể hết. Làm ác thì phải thọ ác báo, y không biết ăn năn sám hối, thì làm sao có thể siêu độ được chứ? Lão quản gia lắc đầu than thở, sau đó lão lễ phép cáo biệt tôi buồn bã bước đi